Xin chào cô chú anh chị, các bạn đã quay trở lại với blog Nguyễn Nam Thắng.com và đây là video cập nhật về ICE Network. Thì cách đây khoảng 2 tiếng trước thì chúng ta thấy có cái cập nhật mới nhất từ trên ICE Decentralized Future, một cập nhật mới ra mắt mà cái app chúng ta gọi là cái ICE Mainnet App. Thì sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu rất nhanh một chút trước khi chúng ta đi vào cái nội dung chi tiết phân tích xem cái app này có cái gì. Chúng ta hãy cùng xem một cái video ngắn mà Thắng đã tổng hợp lại ngay dưới đây. Rồi, cô chú anh chị và các bạn vừa xem xong cái đoạn video ngắn được Thắng cắt ghép và tổng hợp lại tạo ra một cái hình ảnh nó trực quan nhất cho mọi người để tìm hiểu. Chứ chúng ta mà xem hết 16 phút đấy thì Thắng nghĩ chắc là nó rất mất thời gian mà cũng không có hiểu về tiếng Anh nữa. Rồi thì đối với cái Mainnet app nó có cái gì đặc biệt thì sau đây Thắng sẽ đi vào chi tiết nội dung cho mọi người để chúng ta có thể tìm hiểu hơn. Thứ nhất là về cái giao diện. Chúng ta sẽ nói về cái giao diện, sau đó chúng ta sẽ nói về giao diện sau khi tạo tài khoản và giao diện swap ứng dụng, swap token NFT. Và chúng ta nói về cả những cái các cái giao diện ở dưới nữa nha, là DeFi với SocialFi nữa. Thế thì đối với cái giao diện mới của cái ứng dụng này nó sẽ như nào? Thì đây chính là cái giao diện mới các bạn. Thì khi chúng ta tải cái app này về thì sẽ có cái giao diện như này nha. Chúng ta sẽ bấm vào Continue để chúng ta tiếp tục đã. Thì sau khi bấm vào Continue ấy, thì chúng ta sẽ có các cái tùy chọn đăng nhập. Thì có hai tùy chọn. Thứ nhất là kiểu truyền thống. Thì với kiểu truyền thống thì chúng ta như bình thường thôi, là chúng ta sẽ điền email vào đây. Rồi chúng ta ấn Continue thôi. Và ngoài ra chúng ta có thể sử dụng các cách đăng nhập khác, ví dụ đăng nhập bằng tài khoản Twitter, đăng nhập bằng tài khoản Apple. Nhưng ngoài ra người ta có đưa ra một cái tùy chọn nữa, người ta gọi là tùy chọn Nosty. Thì cái Nosty này Thắng đã hướng dẫn trong một cái video trước về ai rồi, chúng ta có thể tìm hiểu lại nha. Thắng có lấy một cái ứng dụng ví dụ rồi đó. Thì các bạn hãy xem lại cái đó. Thì giống như Thắng đã dự đoán là chính xác là nó sẽ làm như vậy. Thì đây là một cái account. Thì đối với account này thì bạn sẽ tạo ra một account, nó sẽ cho bạn hai cái key, một là public key, hai là private key. Để bạn đăng nhập vô thì bạn sẽ dùng cái private key, còn cái public key để dùng để cho những ai người ta muốn tip cho bạn tiền thì bạn dùng cái public key đó. Rồi thì mình ấn đăng nhập vô á thì nó sẽ tạo ra cái giao diện thôi. Rồi thì tiếp theo là chúng ta nói về cái giao diện sau khi tạo tài khoản ban đầu. Thì sau khi tạo tài khoản ban đầu thì cái giao diện nó sẽ hiển thị lên là Discover Creators, tức là giới thiệu những cái người nổi tiếng, giống như là giới thiệu Elon Musk, Mark Zuckerberg ở trên Facebook vậy. Thì người ta giới thiệu những cái người mà gần bạn nhất, thân bạn, như là gần địa chỉ của bạn nhất, để người ta xem bạn có quan tâm đến họ không, bạn following, hoặc bạn không ấn thì thôi, nó cũng không sao hết. Tiếp theo là chúng ta nói về cái giao diện ví. Với cái giao diện ví thì nó hơi như thế này các bạn. Thì nó khá là giống như những cái ví khác, và nó đi gõ tên là i.wallet, tức là cái ví được này là chỉ định của đầu của ICE chạy trên cái giao thức Nosty. Thì nó khá là giống như là cái ví Coinbase, nó khá là giống như vậy. Thì các bạn có để ý rằng là khi các bạn nhìn vào cái đó thì mình thấy rằng là người ta ghi ở đây là 10.000 cái đồng ICE, nó có giá trị là 14.589 đô 42 sen. Thì nhiều người sẽ rất là háo hức và hí hửng, đó là một đồng ICE có giá là 1,45 đô. Thì đây là một hiệu ứng marketing cực kỳ hay, nó sẽ làm cho rất nhiều người tò mò rằng những cái đồng ICE free đào một ngày được mấy trăm ICE, được mấy nghìn ICE mà kiếm tiền nó dễ thế đúng không ạ? Thì đó là cái cách mà nó marketing rất tốt, làm cho tất cả những cái người khác chúng ta có cái nhu cầu muốn sở hữu tiền điện tử. Và cái xu hướng này nó là mở rộng thôi. Nosty này nó sẽ cạnh tranh trực tiếp với Twitter. Và nếu như Twitter không nhanh chân thì sẽ có rất nhiều người họ nhảy sang ICE để họ trở thành một cái phần của cái mạng lưới ICE Network. Sau này khi nó ra mainnet thì chúng ta sẽ thấy có cái mạng ONI, mạng ONI của chúng ta, đó là mạng của ICE Network đó. Và ngoài ra cái giao diện của nó còn chứa rất nhiều các cái thứ khác, như là ở Coins này thì có thấy cả Bitcoin, Ethereum vân vân. Ngoài ra mình sẽ thấy cả dApp, cả thấy cả NFT nữa. Rồi với cái giao diện ví này, nếu như bạn đăng nhập bằng cách truyền thống là tạo một cái Gmail ấy, thì bạn sẽ phải tạo một cái ví cho mình nữa các bạn. Thì cái ví này bạn sẽ tạo rất là dễ thôi, bằng cách ấn nút My Wallet, xong là chúng ta ấn nút tạo. Thì khi ấn nút tạo thì sẽ có 12 cụm mật khẩu ký tự không giam giữ, như là các cái ví MetaMask hay là Trust Wallet thôi. Thì bạn sẽ lưu trữ 12 cái cụm mật khẩu để cẩn thận đúng không ạ?
Thì tại sao cái hình này nó mờ thế? Bởi vì là thắng cắt từ trên video xuống, nếu như thắng để cả video thì cái video của thắng sẽ bị đánh bản quyền các bạn. Cho nên chúng ta xem cái hình ảnh nó mang tính chất là để trực quan thôi. Để chúng ta lưu ý là copy cái mật khẩu này cẩn thận, vì mất 12 cụm này là coi như mất hết, nó cũng giống như bạn mất cái cụm mật khẩu VIP vậy thôi. À, lưu ý về cái đấy. Tiếp theo nữa là chúng ta nói về cái swap and send token. Thì cái này nó giống như các cái ví ở cái sàn phi tập trung, như là SafeMoon gì đó. Thì đối với cái này bạn swap thì bạn sẽ sử dụng rất là đơn giản thôi. Đây là cái giao diện swap của nó này. Thì bạn lựa chọn cái đồng coin ở đây. Thì theo cái hình ảnh đây nó chọn cái đồng USDT. Cái mạng lưới ở đây bạn có thể chọn mạng Arbitrum, mạng Polygon, mạng Ethereum, mạng BSC đó, tùy bạn. Sau đó bạn đã dán cái địa chỉ của người nhận ở đây. Bạn điền cái số tiền bạn muốn chuyển ở đây và bạn ấn Continue. Thì sau khi mình ấn Continue nó sẽ có cái giao diện chuyển. À, giao diện xác nhận nó hiển thị ở đây là Transfer Successful, tức là giao diện đã chuyển 350 đô. Thì cái giao diện xác nhận của nó một lần nữa trong hệ thống nó sẽ như thế này, đó, nó sẽ như này. Nó hiển thị rõ là cái tài sản mình chuyển đi là gì, mạng lưới mình chuyển tài sản đó là gì, thời gian chuyển. Cái phí chuyển các bạn lưu ý nha, là cái phí chuyển nó sẽ khá cao, 1 đô gì đó. Đấy, hoặc nếu như bạn chuyển bằng mạng lưới của Ethereum thì có thể là hơn 1 đô nữa cơ. Thì ví dụ bạn chuyển 350 đô thì thực tế người ta chỉ nhận được thường thường là nó sẽ nhận, người ta sẽ nhận được 350 đô nhưng bạn sẽ bị trừ thêm hai cái phí, một cái phí nữa là 1 đô nữa, thì thực ra bạn đã mất 351 đô là như vậy. Rồi tiếp theo là về cái việc nhận token. Nhận token thì nó sẽ có một cái mã QR hiển thị cái số ví của bạn. Bạn có thể show cái mã QR này cho người khác để người ta quét, hoặc là bạn nút copy, hoặc bạn share cho người khác để người ta có thể gửi tiền cho bạn được. À, thì đây là cái mã ví trên cái ứng dụng ICE Mainnet. Thì bạn chỉ cần show cái mã ví đó ra thì cái người khác có thể chuyển tiền vào cái ví ICE cho bạn ha. Rồi tiếp theo là đến NFT. NFT thì nó cũng hỗ trợ NFT trên OpenSea nha. Thì rất nhiều những cái NFT mua bán bằng Ethereum này đó, các bạn có thể nhìn thấy cái giao diện của nó. Còn về vấn đề DeFi các bạn, thì nó giống như những cái ví Trust Wallet. Thì nó chúng ta cũng có những cái DeFi ở đây để chúng ta lựa chọn, như là Uniswap này, PancakeSwap này, OneInch này, OpenSea này, nó Lido này, nó Compound, rất nhiều những cái đơn vị để giúp bạn có thể giao dịch rất là đơn giản. Còn về phần social file á, thì thứ nhất là nó sẽ giống cái giao diện của Twitter. Với cái giao diện giống Twitter này thì mình thấy rằng nó cũng có những cái tính năng như là comment, repost, trái tim nó, hoặc là cài đặt gì đó. Nó rất là giống, cái giao diện nó khá là giống với Twitter. Và ngoài ra chúng ta có thể xem nó giống như TikTok nữa, vì nó có những cái giao diện như này các bạn. Đó, rất giống TikTok hay là Reel hay là short của YouTube, nó rất là giống. Thì nó tổng hợp tất cả mọi thứ vô, và cái phần profile nó hiển thị sẽ là như thế này các bạn. Đó, đây là cái profile của bạn, tên này, cái username, số người follow, số người người ta được follow, profile của họ, cái trạng thái thời gian của họ là gì, video của họ như nào, bài báo của họ ra sao, họ quan tâm những vấn đề gì, thì họ ấn vào cái bookmark này thì mình sẽ xem cái bạn Samantha Hogan này, bạn hay quan tâm đến trang điểm nhỉ? Đó, mình sẽ biết cái nhu cầu của người ta như nào, giống như là một cái nhân nhân khẩu học mà chúng ta chạy quảng cáo trên Facebook vậy, nó cũng thế, nó giống như vậy. Thì đó là những cái giao diện chúng ta sẽ nhìn thấy một cách rất trực quan, và Thắng đã giải thích rất chi tiết cho mọi người. Đây là cái video hướng dẫn về cái ứng dụng mới. Hiện tại ứng dụng này nó chưa ra mắt nhưng mà chúng ta sẽ chờ đợi ra mắt trong thời gian tới. Thì theo quan điểm cá nhân của Thắng thì đây là một cái ứng dụng nó khá là toàn diện về mặt mạng xã hội. Nó rất giống như Web 2 nhưng nó tích hợp cả DeFi vào, cho nên nó sẽ trở thành Web 3. Thì ở trên này chúng ta có thể nhận được tiền từ những người khác tip, hoặc là chúng ta có thể chuyển tiền qua lại cho nhau. Ví dụ bạn có thể trò chuyện với một người bạn của bạn, tao muốn mua một cái này một cái kia, mày mua giúp tao nhé, tao sẽ chuyển tiền cho mày, đúng không? Thì như vậy là bạn có thể chuyển tiền ngay trực tiếp, bạn không cần phải ra tài khoản ngân hàng nữa. Thì như vậy nó khá là hay. Đấy là cái ý nghĩa của cái mạng lưới ICE Network, mà chúng ta sẽ thấy rất rõ là cái tầm nhìn của ICE nó đã rõ ràng rồi, chứ nó không như lần trước là chúng ta mơ mộng hay là chúng ta lo lắng là cái AI nó sẽ như thế nào nhá. Thì đó, nó đã rất là rõ. Cái này nó sẽ yêu cầu chúng ta cần phải có một chút kiến thức về crypto để chúng ta có thể sử dụng. Còn đối với Pi thì Pi nó là một cái gì đó nó khác các bạn, nó tích hợp hết trong một cái Pi browser rồi thì nó đơn giản hơn. Nhưng với cái này thì là chúng ta sẽ cần phải học thêm một chút thông tin về crypto để chúng ta mới sử dụng nó. Chúng ta phải biết về crypto, biết về Bitcoin, biết về Ethereum vân vân đó. Chúng ta phải 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 đưa được cái đồng crypto vào đây chúng ta mới sử dụng được chứ, hoặc là chúng ta phải có cái đồng ICE sẵn các bạn. Thì sau này những cái người nào mà được vượt qua KYC bước 2, bước 1 với có 5 rep trở lên sẽ được trải nghiệm cái ứng dụng này trước để sử dụng đó.
thì chúng ta có thể swap từ đồng ICE token ra cái đồng gì đó mà mình muốn. Thế nhưng mà các bạn lưu ý là cái mức giá hiển thị trên cái hình ảnh này nó là mức giá mang tính chất là quảng cáo, chứ là thực tế một đồng ICE không được 1,45 đô như chúng ta nghĩ đâu. Thế nhưng mà đấy cũng là một cách gây ra một cái hiệu ứng là marketing rất tốt dành cho những ai muốn tham gia. Và nếu như cô chú anh chị và các bạn chưa tham gia vào ICE Network thì đừng quên tham gia ở đường link phần mô tả dưới đây để ủng hộ Thắng nếu như các bạn muốn. Hãy nhập mã mời của Thắng để chúng ta có thể cùng nhau khai thác ICE. Nếu như các bạn thấy cái video này hữu ích thì đừng quên like, share và follow kênh của Thắng để cập nhật những tin mới nhất về ICE Network. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những tập video tiếp theo.